Shop mình có bao nhiêu loại cà phê mà nhiều vậy ạ? Ủa, shop mình nhiều loại lắm hả ta? Không biết nữa. Không, ai biết đâu má, đi. Vậy, để mình giới thiệu cho mọi người nha. Đầu tiên, best seller bên mình, Robusta Honey, đắng đậm, thơm, họ ngọt sâu. Arabica cầu đất, đắng vừa, siêu thơm, chua đặc trưng. 70% Robusta Honey, 30% Arabica cầu đất. Ta sẽ có túi này nè, hương vị cân bằng, đắng thơm, chua thanh. 90% Robusta Honey, 10% Arabica cầu đất. Thì ta được một túi Plain Robusta Arabica, đắng đậm, thơm, chua nhẹ, pha sữa là xoáy dách luôn nha. Holy Robusta Honey dành cho những ai mê gu đậm, cực mạnh hay chọn mua ca cầu đất hoặc cầu riêu chiêu chiêu nhẹ nhàng. Đặc biệt là decaf, dòng cà phê dành cho những ai nhạy cảm với caffeine. Những loại mình nói ở trên là dòng cà phê rang xay nguyên chất. Ngoài ra, Message còn có cà phê hòa tan xay lạnh nguyên chất và cà phê đặc sản. Phần này mình sẽ nói chi tiết ở những video sau hen. Bài nào ôm túi nào, logo giỏ hàng bên dưới, nhớ mua liền đi nha. Nói quá trời mà không mua là cắn cho đó. À, trước đó nhớ inbox tôi để nhận voucher nhé. Bye.